Chiến lược giao dịch ngày 14 tháng 3 năm 2023, như vậy đóng cửa phiên ngày 13 tháng 3, VN Index giảm khoảng 0,2 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận khoảng gần 9.000 tỷ. Tôi đánh giá đây là một phiên rất là tích cực khi mà với cuối tuần vừa rồi chúng ta biết là cái thông tin một ngân hàng lớn của Mỹ phá sản. Đấy, và bản thân thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm rất là mạnh phiên thứ đêm thứ 6. Đấy, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam rất tích cực, vẫn giữ được xu hướng tăng trong ngắn hạn, và phải kể đến là cái vai trò mua dòng rất tốt của nhà đầu tư nước ngoài. Họ mua dòng phiên thứ 5 liên tiếp với giá trị mua dòng đột biến. Ngày hôm nay họ mua dòng lên đến 841 tỷ. Và đã khiến cho VN Index thậm chí còn không có lúc nào lùi về đến đường MA 5 khu vực 1040 và chỉ loanh quanh sát cái ngưỡng Fibo 0.5 vùng 1054, nhưng đến đóng cửa đến cuối phiên vẫn chưa được vượt được cái vùng này, thế có thể sẽ tích lũy thêm một vài phiên nữa. Đà của thị trường thì vẫn tích cực khi sức mạnh thị trường chung và sức mạnh của VNV vẫn duy trì được trạng thái mạnh dần. Tỷ suất sinh lời bình quân một tuần theo thanh khoản tổng hợp thị trường vẫn dương 2,2%. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là với cái điều kiện thị trường dao động mạnh như thế này thì rõ ràng là chúng ta cần phải lưu ý đối với việc mua trên thị trường cơ sở khi mà chúng ta chịu cái rủi ro T2.5 cổ phiếu mới về. Đấy, nhưng nếu mà chúng ta đang còn sẵn cổ phiếu thì tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục duy trì và đặt cho cổ phiếu của chúng ta những cái ngưỡng chặn dưới, và chỉ khi nào vi phạm ngưỡng chặn dưới thì mới phải bán hoặc là đạt đến cái giá kỳ vọng của chúng ta. Tôi thích hơn trong giai đoạn hiện tại là giao dịch trên thị trường phái sinh, bởi vì là chúng ta có thể tận dụng được cái T0. Thì đầu phiên ngày hôm nay VN30F1M cũng phát ra một tín hiệu rất là tích cực, không tạo gap giảm bất chấp các tin xấu từ thị trường chứng khoán Mỹ. Đường MA5 đã cắt lên đường 20 và bây giờ duy trì ở mức khoảng 1029. Và đối với cả VN30F1M theo đồ thị ngày thì xung quanh chuyển động tích lũy xung quanh cái khu vực Fibo 0.618 vùng 1015. Như vậy là tôi vẫn thiên hướng là sẽ canh lo ở quanh khu vực 1015 và canh sọt ở khu vực 1064, và chúng ta lưu ý là cut loss đối với mỗi vị thế là khoảng 5 đến 7 điểm.